thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Tổng hợp các sự cố khiến fan nín thở tại đêm chung kết Miss World 2021, tân hoa hậu cũng gặp xui. Sau nhiều tháng tạm hoãn vì dịch Covid-19, đêm thi chung kết Miss World 2021 đã chính thức diễn ra vào ngày 17 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Hàng triệu khán giả quốc tế đang được chứng kiến màn so tài bất phân thắng bại của các mỹ nhân đại diện cho nhan sắc quốc gia. Tại đây, các người đẹp đã lần lượt bước qua vòng thi để chọn ra top 40, top 13 và top 6 gương mặt xuất sắc nhất. Ngay từ màn chào sân, đại diện các nước đã có những bước đi cùng phần hô tên vô cùng ấn tượng. Tuy nhiên, một đại diện đến từ Mông Cổ đã gặp sự cố khá nghiêm trọng trong lúc biểu diễn. Theo đó, cô đã bị rớt xuống khán đài trong khá đau đớn. Dẫu vậy, cô vẫn vui vẻ bật dậy và nở nụ cười, thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. Hoa hậu Mông Cổ gặp sự cố nghiêm trọng khi biểu diễn. Khoảnh khắc té ngã gây thót tim người hâm mộ. Cô nàng lấy lại bình tĩnh để kết thúc phần biểu diễn. Đăng quang ngôi vị Hoa hậu Thế giới 2021, người đẹp Carolina Bielorska đến từ Ba Lan cũng gặp sự cố dở khóc dở cười ngay giây phút huy hoàng nhất. Chuyện là khi được gọi tên cho vị trí Hoa hậu, đại diện Ba Lan nhanh chóng bước về phía trước thì phần đuôi váy bỗng dưng bị đứt. Ngay sau khi gặp sự cố, Carolina Bielorska nhanh chóng tháo bớt phần đuôi váy. Những nàng hậu ở phía sau cũng có hành động đẹp khi giữ váy hậu tân Miss World. Đáng chú ý, dù gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng người đẹp đại diện Ba Lan vẫn rất tự tin. Cô còn xua tay ngầm ẩn ý vẫn ổn để tiến về phía trước nhận danh hiệu cao quý. Trong vòng thi ứng xử, tân hoa hậu còn mang phần đuôi váy cồng kềnh. Tuy nhiên, cô gặp sự cố phải tháo bỏ phần tà lúc lên nhận vương miện. Hình ảnh đời thường của tân Hoa hậu Thế giới 2021 được ví như búp bê. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu phong cách thời trang cùng chiều cao khủng 1m79. Chiến thắng của đại diện Ba Lan vô cùng thuyết phục khi cô sở hữu ngoại hình xinh xắn cùng khả năng thuyết trình tốt. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày.